Xin chào các bạn, lại là mình Lucas đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của mình Radum bốc bóng. Xem hôm nay sẽ là nước nào nhé. Vậy là hôm nay chúng ta có nước gì đấy? Mông cổ nha, không nấu ăn ạ. Rất lâu rồi. À, đến đây để giết người Lucas Mông Cổ. Ta là Lucas Mông Cổ đây. Các ngươi đến từ đâu? Chúng ta đến từ trong quá. Mọi người thấy đi, nhìn thế này thì biết ngay là mình làm món gì đó không mọi người. Trước khi chết, thế quả mình bao. Được rồi, ta sẽ làm cho nàng. Tí anh dạy dọn hộ nhà. Được. Xin chào các bạn, lại là Lucas đây và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của kênh Lucas Xe Ăn. Hôm nay chúng ta sẽ làm những món Mông Cổ nha, bánh bao nhân thịt cừu và thịt cừu hầm cùng với rau quả. Trước khi vào video thì mình có một bạn khách mời ở đây, liệu bạn có thể tự giới thiệu mình được không ạ? Hello mọi người, mình là Nina. Và cùng bắt đầu nha. Let's go. Ăn nhé. Bỏ. Khoan ngon lắm. Ây dù. Ok, của em ạ. Sao anh? Cái tị anh. Không có người lút cho đúng không? Hay ăn không anh? Đúng không? Ngon rồi. Nhiều cái vỏ bánh thơm. Vậy là sau cái cú bon đầu hôm nay, em có suy nghĩ được phản ứng không? Em có cứu sống rồi. Chắc là cũng được một phần nào ấy. Ổn chứ, em ổn không chứ. Không, từ lúc em nằm vào lòng anh là em đã sống lại rồi. Ok nha. Đấy. Nina đưa bát thì anh múc thịt cừu cho nó.
Thế, chờ tí nhá. Ngon. Thử nhá. Cái này có thể chấm, chắc có. Rồi ăn nguyên bản đi. Ừ, ăn nguyên bản. Thử nha. Ngon, cái này không cho anh Cam nữa. Cam ăn nhà ngon quá. Ngon lại. Bốc bại. Nhà thêm cà rốt cơ. Không biết con nên mời hai thằng trộm kia lên không nhỉ? Lên, hai thằng trộm. Trước giờ bọn em đã làm món mông cổ rồi đây. Mông cổ. Em làm biết rồi. Món nào khác ngoài món nào? Em làm món mông cổ rồi nhưng mà ý là cổ gà với mông lợn. Nếu ấy em. Đấy. Em khỏe không? Em không. Em bị bong cái vào đầu em không khỏe nữa. Thì em bong cái lại vào đầu sức khỏe. Anh cười gì? Anh cười gì? Trộm mà anh vào cơm ăn gì? Chúc bánh bao mà. Chúc bánh bao ạ. Chúc bánh bao. Đâu rồi? Nhân đâu? Không có nhân nữa. Để chỉ là lúc ăn nha, chị ăn nữa, không nói chuyện đâu. Nói chuyện với Ken. Anh phải nói chuyện với em nữa. Bật tâm hả? Ủa? Bắt chuyện em. Em thấy anh Trịnh đẹp trai. Anh Trịnh á? Anh Trịnh. Anh Trịnh đẹp trai nhất là khi nhảy rover. Nhiều thịt thì không để anh ăn đâu ý. Để cho hai tên trộm nữa. Kiểu anh ơi. À Trắng ơi. Trắng ơi. Hôm nay Trắng đi làm mày có mệt không? Hôm nay đánh được mấy thằng trộm. Ủa hôm nay thấy rồi mà, là hai lần. Nè, không quan tâm nữa. Vào kiểu ấy, mà mình nấu nguyên buổi chiều ấy, xong rồi đây, để mình tải nó có hai. Bịp vào bịp mà. Hoặc là hôm nay mình ăn thấy cũng khá là lạ và mới. Nhưng mà có vẻ món ăn này ngày hôm nay khá là ngon. À, cho mình hỏi là bạn thấy cái món ăn này trên thang điểm 10 bạn cho mấy điểm? Trên thang điểm 10 ấy. Tôi thấy thịt kiều hôm nay khá là mềm. Ở bánh bao thơm nữa, đúng bánh bao đúng gu luôn. Sao để mời tới chấm thịt kiều 9.5. Ok, bạn chấm 9.5 thì mình cũng phải nhận thôi đúng không? Tại vì tay nghề của mình khá là ok mà. Tập hôm nay đến đây là kết thúc nha. Mong các bạn ủng hộ, like, share và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp các bạn vào lần sau. Chào các bạn. Bye bye, bye bye anh Thịnh nha. Bye bye anh Thịnh nha. Bye bye. Bye bye.